Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Văn Đức của APA Academy. Như các bạn đã biết thì nước là một loại vật liệu mà chúng ta thường xuyên bắt gặp trong các hạng mục công trình như là hồ bơi này, bể cá này, tiểu cảnh này, hoặc là những view rộng hơn như là hồ nước, biển. Vậy các bạn đã biết cách làm sao để có thể giả lập ra vật liệu nước một cách vừa nhanh, vừa chân thực và vừa hiệu quả hay chưa? Vậy thì hãy cùng với mình trong video ngày hôm nay học cách giả lập ra vật liệu nước nhé. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị ở đây sẵn một xin sân vườn và bố trí một cái bể cá ở chỗ này. Trước hết thì các bạn sẽ giả lập cho mình một tấm blend vào. Đấy thì như mình đã nói, để làm cho phai nhẹ thì mình chỉ cần giả lập một tấm blend thôi là được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng tấm blend và khoanh vùng vào cái khu vực bể bơi. Ok. Và mình sẽ nhấc, các bạn muốn nước nó cao đến chỗ nào, đến đâu thì các bạn sẽ kéo cái tấm blend cao đến đó nhá. Ở đây thì mình sẽ cho nó ngang ngang tầm mặt nước như thế này. Rồi ok. Thậm chí các bạn không cần phải để lưới cho cái tấm blend này. Tấm blend này các bạn không cần để lưới cũng được. Ok. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ làm cho mình vật liệu nước. Đầu tiên các bạn mở bảng vật liệu material lên. Mình sẽ sử dụng một vật liệu mới của Corona, đó là Corona Physical. Còn bạn nào mà dùng các phiên bản đời thấp hơn như là đời 5, đời 6, Corona 5, Corona 6 thì các bạn có thể sử dụng cái hòn Corona Legacy hoặc là Corona MTL cũng được nhé. Nếu bạn nào quen dùng với các cái phiên bản cũ thì các bạn có thể sử dụng cái hòn Corona Legacy này. Ở đây đầu tiên các bạn sẽ xác định cho mình tính chất của nước, đó là vật liệu phi kim, đúng không? Thì các bạn sẽ để ở đây là non-metal. Sau đấy là mình sẽ chỉnh cái roundness nước, thì cái độ nhám của nó rất là ít, thì mình sẽ để khoảng tầm 0.07 đi, để cho nó rất là bóng như thế này. Rồi tiếp theo đó là về IR của nước, nó là 1.3. Thì các bạn sẽ để cho mình là 1.3. Sau đó reflection các bạn sẽ để cho mình bằng 1, tức là cho nó khúc xạ hoàn toàn luôn. Đây tính chất khúc xạ, đúng không? Mình cho nó khúc xạ hoàn toàn. Đó thì nó sẽ trở thành một cái quả cầu trong suốt như thế này. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ làm đến cái hiệu ứng sóng nước, những cái gợn nước của nó. 0.07 vẫn bị ấy quá nhỉ, để bằng 0 xem nào, để cho nó trong suốt hẳn như này luôn, hay 0.03 đi. Ok. Rồi thì bây giờ để tạo ra cái sóng nước, bây giờ nếu mà gán cái này vào và các bạn render lên để cho các bạn mình xem thử này, thì nó sẽ giống vật liệu kính thôi. Nó sẽ xử như là vật liệu kính thôi. Đây mình bấm render, khoanh vùng lại chỗ này thì nó chỉ như vật liệu kính thôi. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ phản xạ lại, hắt lại những cái hình ảnh phía bên trên hồ nước. Được chưa? Hắt lại những hình ảnh phía bên trên hồ nước. Rồi, hoặc có một cách khác nhanh hơn ở cái phiên bản Corona 7, đó là các bạn sử dụng cho mình cái sẵn cái vật liệu preset của nó luôn. Đây. Trong cái phần preset material này, nó sẽ có sẵn vật liệu water ở dưới. Water. Đây chính là nước. Đúng chưa? Đây chính là nước của Corona 7. Đó, thì các bạn thấy nó không khác biệt nhiều quá, nó không có sự khác biệt nhiều lắm. Chẳng qua là cái này mình chưa chỉnh màu. Các bạn muốn nước màu gì thì các bạn sẽ chỉnh màu đấy nhá. Muốn chỉnh màu nước thì các bạn sẽ chỉnh ở cái phần media option. Được chưa? Đây các bạn, ví dụ mình muốn nước màu xanh chẳng hạn thì các bạn sẽ chỉnh sang màu xanh dương này. Đó. Sau đấy là các bạn tăng cái distance lên 50. Bây giờ càng tăng thì cái nước nó sẽ càng trong. Mình tăng đây nhìn nó khá đục, nó hơi đục. Đúng không? Màu nó hơi tối thì các bạn sẽ tăng ngay cái này lên cho mình khoảng tầm 5000 đi. Rồi, đó thì nước thì các cái này thì ứng dụng để làm thủy tinh màu hoặc là những cái vật thể trong suốt có màu. Định hướng này. Mình để 8000 đi. Đó, muốn nước trong nhé thì
mình khuyên các bạn đó là nên để cái này là màu tối, nên để cái màu nước là màu tối thì nhìn cảm giác nó sẽ trong hơn. Và mình tăng cái này lên một chút nữa, 15.000 đi, 13-20.000. Ok rồi, bây giờ để tạo hiệu ứng sóng nước này đấy, các bạn có thể sử dụng cái preset sẵn hoặc là các bạn tự tạo giống như mình nhá. Sau đấy là các bạn sẽ tải sóng nước bằng cách lên Google tìm cho mình, search cho mình từ khóa là map water. Đây thì các bạn sẽ tải những cái map dạng như thế này về cho mình đó, sẽ tải những cái map dạng như thế này nha, nó có cái gợn sóng này này, nên Google sẽ khá là nhiều cho các bạn, cho các bạn lựa chọn. Mình thì mình thường hay chọn cái mình thì mình hay lựa chọn cái này và mình tải về, save. Ok, sau đấy là các bạn kéo cái ảnh này vào trong 3ds Max. Chúng ta sẽ nối cái này vào kênh băm, các bạn sẽ nối cái sóng nước, gợn nước, sóng nước này vào kênh băm. Thì trước khi nối cái này vào kênh băm thì mình sẽ chuyển nó về đen trắng trước bằng cách sử dụng kênh color correction, chuyển cái này thành monochrome và nối vào base băm. Đó, thì ngay lập tức các bạn thấy là cái hòm vật liệu của ta, chúng ta nó sẽ có gợn gợn sóng. Muốn gợn to hay gợn nhỏ thì chúng ta sẽ chỉnh thông số băm thôi, đúng không? Bây giờ mình sẽ show cái map băm này lên và mình sẽ UV, mình sẽ UV cái sóng đấy ở trên viewport nhé. Rồi, mình sẽ show map này lên. Đây, nó đã hiện rồi đây, đúng không? Thì các bạn sẽ UV cho mình bằng cách sử dụng lệnh UV vkmap map dạng khối bốc này, hoặc tấm cái này thì dạng tấm blend thôi cũng được. Sau đấy các bạn scale làm sao cho cái sóng nước cái đạt cái độ to nhỏ tùy theo ý các bạn. Ở đây mình sẽ muốn cái sự gợn sóng nó lớn một tí. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ render này. Rồi, đó các bạn thấy chưa? Ngay lập tức cái bể của chúng ta nó đã có những gợn sóng nước. Ở đây thì mình thấy là gợn sóng này nó đang hơi mạnh. Nó gồ ghề đang hơi mạnh, hơi nhiều. Thì mình sẽ giảm băm đi một chút nhé. Mình giảm băm đi. Và mình muốn cái sóng nó to hơn nữa cơ. Mình muốn cái sóng nó to ra nữa, như này sóng nó hơi dày quá. Nó giống như là sóng ở trong bể sục hơn là sóng tự nhiên, đúng không? Thì là mình sẽ UV cho to cái này ra nữa. Và cường độ băm thì mình sẽ giảm đi. Mình sẽ chọn cường độ băm ở đây đang là 1 thì mình để 0.3 thôi xem nào. Và mình render. Rồi, ok. Đó, thì đây chính là cái kết quả của chúng ta khi mà đã trải qua cái quá trình làm vật liệu cũng như là gắn mát để cho ra được cái hiệu ứng mặt nước trong 3ds Max với Corona. Đó, các bạn mà muốn nước càng trong nhá thì thường các bạn sẽ để cái vật liệu của nó màu tối xuống, và cái đáy ấy, thực chất nước nó không có màu. Màu sắc của nước nó đến từ cái màu sắc của đáy, đúng không ạ? Cái đáy các bạn mà màu xanh thì nước sẽ có màu xanh. Đáy các bạn màu đen mà nước nó sẽ màu đen. Thế thôi. Rồi, mình sẽ thử đặt thêm một view nữa, nhìn từ trên cao xuống để cho các bạn quan sát này. Đây, mình sẽ nhấc cái này cao lên luôn và nhìn từ trên xuống, cho target cúi xuống.
Ok, F9. Đó, thì các bạn có thể thấy nhìn từ trên cao xuống, do là cái đáy bể này của mình đang là màu trắng nhá, nếu bạn nào muốn cái nước nó rõ và nó trong hơn ấy thì các bạn có thể là để cái đáy bể màu xanh hoặc là màu hơi tối tối một chút, hoặc là bây giờ mình có một cách khác, đó là mình có thể là làm cho cái nước này màu nó đen, màu nước nó đen đi một tí. Đây mình sẽ lưu lại cái lịch sử này, lưu lại lịch sử này đó, và tí nữa mình sẽ so sánh cho các bạn sau khi mình chỉnh nhá. Đây, các bạn muốn thấy cái sóng nước nó trong hơn này thì mình sẽ để cái này màu đen. Mình sẽ để màu khúc xạ cái phần này màu đen này. Sau đấy là mình sẽ để cái này khoảng tầm một nửa thôi, 10.000 thôi. Ok nhá, và bấm render. Các bạn sẽ thấy cái nhìn cái mặt, nhìn cái bể nước của mình nhìn cảm giác nó có chiều sâu hơn, đúng không? Thay vì các bạn để cái nước nó màu trắng tinh như kia thì nhìn nó như là một cái lớp, như là một cái lớp giấy bóng, như là một lớp ly lông thôi. Đó. Đây mình sẽ để cái so sánh A trên B cho các bạn xem cái kết quả nào các bạn cảm thấy ưng ý hơn nhé. Đây, so sánh. Đó, thì mình thấy là cái tối màu nó sẽ hợp lý hơn so với các bạn để sáng màu. Đúng chưa? Vâng, vậy là chúng ta đã vừa cùng với nhau học cách giả lập ra vật liệu nước trong Corona Render. Nếu như các bạn thấy video này của chúng mình hay, hữu ích thì đừng quên bấm like và subscribe kênh để bọn mình có thêm động lực tạo ra nhiều video hay hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.